Ở đây, tớ phát hiện ra có một trò chơi cũng có thể sưu tập được rất nhiều sticker. Đây là trò chơi mô tô ca đấy, một chiếc xe. Chỗ này là trò đua xe đúng không? Đua xe 4D luôn, phải đeo cái kính màu đen này lên này. Đeo vào thì làm sao mà nhìn thấy đường? Đeo vào, ở bên trong cái kính này sẽ mô phỏng đường đi. Đây, như một trò chơi game đấy, đua tốc độ luôn. Em Cam ở đằng sau, đẩn giúp chị nhá, để chị hoàn thành được cuộc đua. Thế này mà còn không kiếm được nhiều thẻ thì thôi đấy. 1, 2, 3, bắt đầu. Ui, sao nó chạy nhanh thế? Nó còn đang rung lắc rất là mạnh luôn này. Ok. Cậu có biết lái xe không? Vít ga này. Dín, dín, dín. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Chà, rung lắc mạnh thật đấy. Ngả nghiêng như thật luôn. Cái đường đua này còn đâm quá. Rồi, ui ui ui. Chà, 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 chà. Đâm nhiều quá các bạn ơi. Ui, đâm mặt bay lên cao rồi. Cả vào tòa nhà, bạn Trang đi thế này. Bay lên nóc nhà luôn. Woohoo. Ui, thích quá. Chơi trò này chóng mặt thật đấy. Trò này đã là gì? Tí nữa tớ còn ra kiếm thẻ bài ở một chỗ mà chơi còn đua ô tô cơ. Khó hơn nhiều mà đua thật luôn. Yeah! Tớ đã hoàn thành một cuộc đua rồi, được 2 thẻ bài liền. Muốn kiếm nhiều thẻ bài thì phải lái thật cơ. Đây này, ở đây có trò chơi lái ô tô thật luôn đây. Trò này có tận 9 cái thẻ bài cơ. Mình mà chiến thắng thì chắc chắn là được nhiều thẻ bài hơn bạn Trang rồi. Muốn chơi trò này mình phải đội mũ bảo hiểm vào này, đội khăn đen này. Đấy, xong đội cái này lên để bảo vệ cái đầu của mình. Trông cậu chùm cái mũ màu đen này vào, nhìn như là tên trộm ý. Đội mũ bảo hiểm vào này. Cái này khó thở thế nhỉ. Đây sẽ là chiếc xe đua của mình. Nhìn này, bốn bánh này nhỏ chưa, nhưng mà đi hơi bị nhanh đây. Sao cái bánh nó lại nổi bên trên nhỉ các bạn nhỉ? Thế nó mới là xe đua. Trông kỳ lạ thế. Còn đây chính là chiếc cờ hiệu. Khi nào cờ này vẫy là các bạn sẽ xuất phát nhé. Được rồi, để tớ ngồi vào xe đã. Sẽ có người hỗ trợ để đeo thắt dây an toàn cho các bạn. Xe của tớ là xe số 5 nha các bạn ơi. Còn rất nhiều chiếc xe đua khác. Nhiệm vụ của bạn Yếm là phải chiến thắng chiếc xe này. A few moments later. Một chiếc xe nữa đang ra rồi kia kìa. Ai chà chà, nhiều xe phết đây. Cái xe bên cạnh của bạn Nhím lại còn đi được đôi nữa kìa. Xe 18 và 19. Hôm nay bạn Nhím sẽ phải thi đấu với 3 chiếc xe khác. Yeah, me. Bạn sẵn sàng chưa? Tớ đếm nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Xin. Tớ đang đi được Trang ơi. Ô kìa, bạn Nhím đi chậm quá. Những chiếc xe kia vượt lên bạn Nhím rồi kìa. Yên tâm, tớ còn đang điều khiển xe trong quen tay lái. Tí nữa tớ phóng vèo một cái là lên luôn. Nhưng mà cậu phải đi nhanh lên thì mới chiến thắng. Ui ui, con có xe bị đâm rồi này. Thế thì chơi trò này phải cực kỳ cẩn thận luôn. Đúng rồi, đâm như thế kia là các bạn đã bị thua cuộc rồi. Thế là tớ thắng được hai anh này rồi. Chuẩn bị này, tớ chuẩn bị về đích này. Jin, tránh ra Trang ơi. Jin. Vậy là cậu đã hoàn thành cuộc đua rồi anh nhỉ? Đúng rồi, tớ hoàn thành đủ để lấy được cái bài kia rồi cậu ơi. Vậy thì chứng minh hãy ra cái cột đổi điểm để lấy. Đây này, đâu thẻ bài đâu. Ở đây rồi. Xem phần thưởng của tớ này. 1, 2, 3, 4, 9 cái cậu ơi. Ở phía này cũng có trò chơi gì có thể lấy được sticker này. Một cây đập bóng à? Không phải đập bóng đâu. Du sport à? Cái này như kiểu là nó đấm vào đấy, xong ai khỏe thì sẽ được nhiều điểm ý. Nhìn cái này trông giống như một cái mic vậy. Alo alo, 1, 2, 3, 4, alo alo. Bây giờ tớ sẽ thử chơi trò này, xem được bao nhiêu điểm nhá. 500 điểm kia. Đã được hẳn 500 sức mạnh. Cậu yếu thế này, làm sao mà chơi mấy trò sức mạnh này được. Còn lâu, cậu cứ nhìn tớ thể hiện đây này. 1, 2, 3, con mạnh lên. Úi giời, được bao nhiêu? 5 điểm. Không phải là được 500 điểm à, chỉ được mỗi 5 điểm thôi sao? Thế thì ít quá. Đây, bây giờ chúng mình sẽ lấy sticker ở đây. Rút sticker ra này. Có được 5 cái không? Nào. 5 cái thật cậu ơi. Cậu mà đập mạnh lên là được 20 cái rồi. Ủa, trò này là trò gì mà có những cái tên hề trông ghê thế nhỉ cậu nhỉ? Những con ma vậy. Đúng rồi, xanh xanh đỏ đỏ. Hình như là mình phải ném vào những cái tên hề này để cho cục ngã cậu ơi. Thì mới được điểm. Được càng nhiều điểm là sẽ sưu tập được càng nhiều sticker. Tớ có 4 quả bóng này nha. Ném. Ủa, bóng này còn nảy lại cho tớ kìa. Tại vì
đâu, lần đâu. Bây giờ để tôi lén này. Này, chuẩn này, một cái, hai cái ông trượt, ba này, được hai lần rồi, bốn này, tất kia ngã luôn. Mới ngã được một người. Năm này, sáu trượt, sáu này. Hết được bao nhiêu điểm? Hết bóng rồi, được 70. What was that? 7 điểm thôi. Thế là được 7 cái thẻ bài rồi. Wow, đây là trò chơi gì? Nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Nhìn phía bên dưới này có những đường dây và những chiếc xe. Những chiếc xe này sẽ phải đi trong rừng của khủng long. Đây này, một chiếc xe màu đỏ, trông thật là ngầu luôn. Mình phải kéo cái xe này để đi dừng lại đúng vị trí. Nếu như mà tiến xa hơn và tiến gần hơn đều không được điểm. Tiến đến chỗ khủng long này. Ui dồi ôi. Mấy điểm vậy? 80 điểm. Cậu thử chơi đi xem nào. Để tớ chơi cho cậu mà xem. Tớ sẽ được cao điểm hơn cậu. Bấm cái nút tròn này để gọi chiếc xe màu đỏ xuống. Đấy. Tiếp tục, bây giờ chúng mình sẽ đẩy chiếc xe màu đỏ này đi vào để lấy điểm nhá. Đẩy thật mạnh. 1, 2, 3, bắt đầu. Go. Kéo, đẩy này. Ui, cậu đẩy mạnh quá rồi. Thế là không được điểm nào à? Được 40 điểm. Ôi không, 40 điểm à? Tương ứng với 4 cái thẻ bài. Trò này, ui, khủng long kìa. Một con khủng long vào chúa. À, có nghĩa là trò này mình phải đánh khủng long cậu ơi. Chiến đấu khủng long bằng cái súng này. Một cái súng phun nước. Mình sẽ phun nước vào người khủng long. Những con khủng long sẽ bị đóng băng. À, bây giờ, khủng long này. Bắn. Ui, trò này có vẻ dễ đây. Tớ bắn được bao nhiêu khủng long rồi này. Đây toàn là những con khủng long màu xanh thôi. Bắn nhanh vào, mạnh vào những ơi. Chúng không chiến thắng rồi. Một con khủng long cổ dài ăn cỏ á. Mình phải bắn vào những cái tròn tròn ở trên cổ đó, nếu không sẽ bị nó đập. Khủng long bay nữa này. Nhiều quá. Đây là thế giới khủng long nè. Những con khủng long bay đang tấn công ở phía trên đầu. Tiêu diệt hết rồi. Bên bên dưới lại còn những con khủng long khác nhỏ hơn. Có cả ngoài ăn cỏ này, ngoài thịt và những con khủng long chưa bạo chúa. Khủng long bạo chúa? Ở đâu? Ở đằng sau cổng kia. Tớ nhìn thấy rồi. Một con khủng long bạo chúa đang đâm ở sau cái cây. Bắn này. Chạy thôi. Nhiều quá. Help me. Chúng tôi khắp nơi đến này. Cả những cái con khủng long đầu biếu này. Bắn hết này. Nó đang nhảy vào rất nhiều trang ơi. Cả trên cầu này nữa. Những con ui. Nó nhảy lên cả người tớ này. Này, chúng đang dồn lực để tấn công vào cậu đây. Rất nhiều những loài khủng long khác đang chạy đến. 5 minutes later. Nhìn này. Tớ thu thập được bao nhiêu cái sticker này luôn này. Mỗi một cái này là một điểm và mình sẽ quy ra tổ cho gấu bông này đây. Cậu được nhiều không? Tất nhiên là tớ cũng sưu tập được rất là nhiều rồi. Nhiều chưa? Bây giờ lấy con gấu bông nào nhỉ? Tớ sẽ lấy hết chỗ gấu bông này. Cậu có biết mấy con gấu bông này bao nhiêu điểm không? Đây này. Bao nhiêu? Như con này là 31 điểm đây này. Đâu? Đây này. Ui. To thế. Con này 30 điểm thế này. Con này 29, con này 28. Cái này của cậu 12 điểm á. Thì chỉ được mấy cái con ở hàng 2, mấy cái con minion này. Bây giờ nhá. Để tớ xem của tớ nào. Chỉ được mấy con nhỏ ấy thôi á. Đúng rồi, nếu mà cậu gom tất vào thì mới được một con lớn. Ui. Biết thế, tớ chơi thêm mấy trò nữa để sưu tập thật nhiều sticker. Cậu chơi toàn mấy trò đơn giản mà lại còn toàn thua. Làm sao mà được nhiều được. Bây giờ nhá. Tớ sẽ dùng hai cái này để đổi một con gấu bông xem là vào con gì nào. Đôi 4, 6, 8, 10, 12. Đôi 4, 6, 8, 10, 12. Thì 12 cộng 12 là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 24. 24 là con nào? 24 à? Ở đây chỉ có mỗi con 23 thôi. 23 xong đến 28 luôn. Thế là không có con 24. Thế thì 23 cộng thẳng thêm 5 sticker nữa để lên thành 28, đổi lên một con thỏ to này. Tớ có 24 cái mà. 24 cái thì chỉ thêm 4 cái thôi. À đây rồi. Có một cái 4 này. Thế là 12 này cộng 12 này cộng 4 này là 28. Tớ sẽ lấy được con thỏ to số 28 này. Giật ra này. Một con thỏ xinh xinh. Thích thế. Tớ cũng thích con thỏ ấy. Nào cậu đổi đi. Nhưng mà tớ mà gom hết chỗ này thì hết mất sticker. Thôi, tớ lấy mấy cái con nhỏ nhỏ này cũng được. Tớ sẽ lấy con minion này nhá. Là 6 sticker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bỏ một cái ra, 6 sticker để đổi lấy một con minion. Bây giờ chọn con nào nhỉ? À,
mình sẽ chọn cái củ cà rốt này. Củ cà rốt đang cười tươi này, số 19. 19 à, để xem nào. Cái này là được 1, 2, 3, 4, 5, 9 này. Cái này cũng 9 này. 9 cộng 9 là 18 rồi. 18 thì mình sẽ thêm một cái nữa là thành 19. Tớ sẽ đổ lấy. Còn cà rốt này, tinh 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 tinh. Bây giờ cậu còn bao nhiêu cái? Tớ đổ lấy số 1 này nhá. Ui, đừng hẳn một con Pikachu á. Con Pikachu này, số 1. Tiếp theo tớ cũng sẽ lấy một con thỏ. Tớ sẽ gom hết đạn của tớ để đổi lấy một con thỏ thật là đẹp. Con này này, mặc váy màu hồng đẹp này. Số 33, cậu đủ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, cộng 6 là 18. Cộng với cả 7 là 25, cộng với 4. Đây rồi, tớ đã đếm đủ 33 cái. Đâu chỗ nào 33 đâu? Ui, tất cả chỗ đấy à? Tất cả chỗ này, tớ đổi lấy một con thỏ. Con thỏ số 33. Vậy là bạn Trang chỉ còn có 4 cái này thôi. 4 cái thôi cậu ơi. 4 cái thì cậu đổi lấy cái nào? Số 4. Số 4, không có số 4. Thế thì cậu phải lấy số 3 rồi. Cậu chỉ được một con gấu này nữa thôi. Thế là hết nha, bạn Trang được 4 cái. Bây giờ tớ sẽ lấy cái nào nào. Cái số 3, cái số 4. Tiếp thế mình chơi thêm được mỗi 4 con. Trong khi đó bạn nhím vẫn còn bao nhiêu sticker khác? Tớ có một cái số 4 và một cái số 1. Tổng là 5. Tớ lấy con thỏ số 5. Một con thỏ nữa này. Tiếp theo. Một con số 2. Một con số 2. Hai miếng sticker. Lấy con số 2 này. Bạn nhím được nhiều gấu bông quá. Tiếp theo là con số 9 này. 9 à. Mình sẽ gom hết những cái thẻ nhỏ nhỏ lại. 3 này, 6 này, 8 này. Ồ, vẫn chưa đủ một con số 9. Mình sẽ phải bỏ thêm một cái này ra. 9 miếng thẻ bài này, tớ sẽ đổi lấy con số 9. Con cá mập. Ôi. Cậu làm nhẹ nhàng thôi chứ. Cá mập rồi. Bây giờ mình còn bao nhiêu đây? Đôi 4, 6, 8, 10, 12 cái. 12 vào đây. Thế thì tớ sẽ lấy cái số 12 này nha. Bỏ đi một cái là còn 11 này. 11 tớ sẽ lấy con gì đây, con gì đây? Các bạn biết không? Con gì nhỉ? Một con bạch tuộc. Con bạch tuộc này, cái mồm, cái mắt trông đáng yêu ghê. Lấy con bạch tuộc này. Nhiều gấu bông quá. Trong khi mình vẫn còn từng này nữa cơ mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Có cái nào không? Không có 16. Cậu quay vào ô mất lượt rồi. Cho nên chỗ sticker này của bạn nhé không tính nữa. 16 yên, thiệt thật đây. Vẫn còn bao nhiêu gấu bông ở trên bảng này. Thế là không lấy được. Trời, tôi mới trỏ nữa để kiếm được nhiều. Nhưng mà thôi, được từng nay gấu bông rồi. Về tha hồ mà chơi.